À, hiện tại trên tay mình đang là con Oppo A59 bản 3G. Đây, bản này đang là giao diện là tiếng Anh và tiếng Trung rồi nhé. Con này đây, Oppo A59M Core là 3.0. Và bây giờ khách yêu cầu mình là phải cài tiếng Việt, thêm tiếng Việt vào con này cả. Bây giờ mình phải up Chrome cho con này. Rồi bây giờ các bạn sẽ download Chrome ở trên mạng nhé. Mình sẽ để cái file Chrome để bên dưới mô tả video. Hay nói vi phone là Chrome tiếng Kinh. Đây nó toàn tiếng Anh thôi. Tiếng Anh không sao cả, nhưng mà một số người ta không sử dụng được tiếng Anh và đời cần tiếng Việt cả. Rồi đây bây giờ đang bắt đầu download đây các bạn. Rồi xong cái bạn download về xong thì các bạn bật download tốt rồi. Rồi bật đến này nha, các bạn chọn vào dòng thứ ba đây. Rồi, chữ sim này. Rồi bạn nhập path là Oppo D. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ load cái file ROM. Rồi nha, ở đây các bạn sẽ load cái file ROM mình rồi. Đây mình để ở trong mình cho vào trong rồi. Không phải. Rồi để đây. Đấy, cái file scatter này. Rồi còn đốt hết nha, x đi. Rồi bây giờ các bạn chọn dòng này, dòng là firmware update này. Ôi rồi nhầm rồi, anh lại nhập lại. Rồi, lốt lại cái đi. Bấm vào start on này nha. Rồi bấm start on này. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu. Đây và sẽ tắt nguồn đi, start on nha, tắt nguồn. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu cắm cáp nha, cắm cáp và bấm phím volume cộng đây, volume cộng, giữ phím volume cộng nha. Rồi ở đây các bạn nhìn màn hình chưa, ở trên có màu đỏ đây. Ở đây bắt đầu chạy màu xanh rồi. Rồi bây giờ mình cứ bỏ volume cộng không được sao ạ. Được, quá trình chạy này mất khoảng vài phút đi. Đấy, đây mình đang nạp ROM tiếng Kinh nhá. Số con Oppo A59. Khá lâu đấy các bạn. À, một số bạn mà lỗi, ví dụ lỗi như không nhận cái cổng này, cảm không nhận cổng này, thì các bạn chọn cái download tút này là 1.6.1.2.8 nhá, thì mới gọi tút quen. Các bạn cứ để nó chạy, bao giờ chạy đến màu xanh mà cái chỗ này là báo cái chữ là thành công. Rồi hiện tại đang chạy ROM mà. Rồi theo dõi. Đây mình đã download sẵn nha, mình sẽ để bên dưới video cái link tải cái file ROM này và cái bản download tool này nha.
Mình không biết là cái dòng S chưa thử, nhưng dòng M, A59M này thì đang thử. Còn cái dòng S thì chưa thử luôn này, chắc là mình suy nghĩ là chắc sẽ không được. Đây, nó đang đầu loa đây. Cái này phải cẩn thận nha, vì mất điện nó dễ hỏng đấy. Phải ổn định. Đấy, bao giờ có chữ phát này là xong. Anh nhìn thấy chưa? Màu xanh phát này là xong. Chưa? Stop đi. Rồi, xuất cáp ra. Bật nguồn lên. Rồi, bắt đầu lên. Rồi, xem nó ra bản tiếng Việt rồi nha. Tiếng Kinh. Khởi động khá lâu. Sau khi đã bật lên thì đây các bạn thấy thấy có cửa hàng Google đây, vẫn là giao diện tiếng Anh nhé. Các bạn sẽ phải vào cài đặt, phải chọn lại ngôn ngữ tiếng Việt rồi, và ở đây đã có tiếng Việt rồi đây. Ok, vực đây. Có CH Play các kiểu đây. Bạn này chưa có YouTube. Mình chưa có YouTube thì mình thử tải xem. Các thử máy ảnh các kiểu này. Ok. Tải la bàn YouTube các kiểu nha. Tại YouTube này. Rồi, nói chung là ngon nghẻ rồi các bạn.